cuộc thi General Run cuối cùng cũng đã đến. Anh cá là Polly sẽ thắng cuộc thi lần thứ 3 liên tiếp và giành cúp. Em không chắc lắm Bob. Cô ấy đã tập luyện thường xuyên mà. Anh họ của cô ấy đang ở trong thị trấn và họ chơi đến tận khuya. Cô ấy cũng không ngủ đủ giấc. Điều đó không tốt đâu. Không ngủ đúng giờ sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Chờ chút, anh có cách để chỉ cho Polly thấy giấc ngủ quan trọng như thế nào. Chào Polly, cuộc thi Jungle Run đang diễn ra. Và Johnny nói với anh rằng em đã không ngủ đúng giờ và em quá mệt để luyện tập. Ồ, vâng, em đã không ngủ, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì cả. Em vẫn chiến thắng. Chà, Johnny không nghĩ vậy. Thực tế anh ta đặt cược rằng anh ta có thể đánh bại bạn. Ồ, thật sao? Tốt thôi, nói với anh ấy rằng tôi chấp nhận thử thách. Tôi biết bạn sẽ nói vậy. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thực hiện một đường mòn giống như General Run. Chàng trai hay cô gái nào giỏi nhất sẽ giành chiến thắng. Yay! Tạm biệt. Cậu Johnny, bạn đã thực sự làm rất tốt. Không Polly, mình đã không làm quá nhanh, chỉ là bạn đã chậm. Bạn đã đúng Johnny, mình quá mệt. Đó là vì em đã không ngủ đủ giấc và đúng giờ Polly. Thiếu ngủ khiến em mệt mỏi và chậm chạp. Anh nói đúng đấy Bob. Cảm ơn các bạn đã làm cho tớ nhận ra mình đã sai như thế nào. Bây giờ tớ nhận ra giấc ngủ quan trọng như thế nào để hoạt động tràn đầy năng lượng và tập trung. Tớ nên nghỉ ngơi một chút và chuẩn bị cho cuộc thi. Tớ tin chắc rằng bạn sẽ giành chiến thắng, Polly. Ồ, tôi rất lo lắng. Tôi hy vọng Polly giành được chiếc cúp. Hả? 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 Xin chào. Yeah! Chúng tớ rất tự hào về bạn Polly. Bạn đã làm được rồi. Tất cả vì nhờ có anh Bob ạ. Cảm ơn anh đã khiến em hiểu giấc ngủ quan trọng như thế nào đối với tất cả chúng ta. Chính xác các bạn nhỏ, ngủ đúng giờ để thức dậy mạnh khỏe và tươi mới. Hãy nhớ mọi thứ đều có thể thực hiện được sau một đêm nghỉ ngơi tốt. Hey, này cúp của mình. Trả lại đây cúp của mình. Được rồi các em, anh hy vọng tất cả các bạn đã có một thời gian tuyệt vời tại bữa tiệc hóa trang này. Yeah! Sắp muộn rồi, các em nên về nhà ngay bây giờ. Cảm ơn Bob, cảm ơn, tạm biệt. Chúng ta sẽ sớm chơi lại trò này thôi. Cảm ơn các yêu tinh nhỏ đã giúp tôi với bữa tiệc. Nếu chúng ta nhanh lên,
chúng ta có thể dừng lại ở cửa hàng đồ chơi mới tại trung tâm thương mại. Ồ vâng, đi thôi. Lấy áo khoác của các bạn, ai cuối cùng là kẻ lề mề. Tôi nghĩ rằng Jack là kẻ lề mề. Không, không phải tôi. Bạn sao tôi? Tôi nghĩ Bob là kẻ lề mề. Anh ấy vẫn còn ở bên trong. Này Bob, anh đến trễ. Các em cứ tiếp tục. Anh phải dọn dẹp ngôi nhà cho trật tự lại. Có lẽ anh sẽ tham gia với các em sau. Bob, chúng em sẽ nhớ anh. Hãy chơi vui tại cửa hàng trẻ em. Đi an toàn nhé. Tạm biệt. Mình cảm thấy tồi tệ khi bỏ lại Bob. Nhưng nếu chúng ta đợi anh ấy, cửa hàng sẽ đóng cửa. Bạn biết đấy, anh ấy đã gọi chúng ta là yêu tinh nhỏ của mình. Và yêu tinh có thể làm gì nhỉ? Họ sẽ giúp đỡ. Và nếu chúng ta giúp Bob dọn dẹp nhà, anh ấy sẽ hoàn thành công việc nhanh hơn và có thể đi cùng chúng ta. Vì đó là những gì yêu tinh chúng tôi làm. Chúng tôi là đội giúp đỡ. Hãy làm cho nó gọn gàng. Hãy làm cho nó đúng. Hãy đặt những thùng giấy này ra khỏi tầm mắt. Vì đó là những gì yêu tinh chúng tôi làm. Chúng tôi là đội giúp đỡ. Sạch sẽ, sạch, sạch sẽ. Các dĩa ăn sáng lấp lánh và lấp lánh. Vì đó là những gì yêu tinh chúng tôi làm. Chúng tôi là đội giúp đỡ. Gấp quần áo thật đẹp. Một lần, hai lần, ba lần. Vì đó là những gì yêu tinh chúng tôi làm. Chúng tôi là đội giúp đỡ. Cảm ơn các bạn yêu tinh của tôi. Ngôi nhà của tôi chưa bao giờ trông đáng yêu như vậy. Và anh biết gì không Bob? Chúng em thực sự rất thích giúp đỡ. Vâng, thực tế tớ nghĩ rằng mình sẽ giúp mẹ dọn dẹp nhà. Thật là dễ dàng và vui vẻ. Thật là những đứa trẻ tuyệt vời. Anh vui vì các em đã tận hưởng buổi tối. Và bây giờ người cuối cùng ra là kẻ lề mề. Bạn đã sẵn sàng để trở thành yêu tinh nhỏ trong nhà của bạn. Tôi chắc chắn rằng cha mẹ của bạn sẽ hạnh phúc với sự giúp đỡ của bạn. Và đón xem, điều đó cũng rất là vui. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời, tràn ngập niềm vui, tiếng cười và học hỏi. Hẹn sớm gặp lại. Đã một tuần kể từ khi anh ấy đến chơi với chúng ta. Hãy đi gặp anh ấy nào. Yeah. Xin lỗi các bạn vì mình đã không đến chơi, nhưng tớ không thể đi khi đang chơi giữa chừng. Các bạn cứ chơi mà không có mình. Bob, chúng ta cần phải đưa Jack ra khỏi nhà. Làm gì đó đi. Jack không biết mình đang bỏ lỡ điều gì. Hãy chơi một trò chơi tốt hơn trò chơi mà anh ấy đang chơi. Yeah!
phía trước đến ngọn cây. Manh mối tiếp theo là trong cuốn sách, có thể là tiêu đề "Hãy xem qua". Đúng rồi, tôi phải đi lên đỉnh đồi. Nhìn vào hộp và tìm ra cái khác những cái còn lại, nó sẽ đưa bạn đến. Bạn sẽ sớm tìm ra. Nó ở sân chơi. Ha ha ha, cuộc đua của bạn ở đó. Có sao không Jack? Cảm ơn đã tham gia cùng chúng tôi Jack. Đây là máy tính bảng của em. Nhưng chúng tôi đang tự hỏi là bạn có muốn chơi? Chơi chứ. Bây giờ mình nhận ra tầm quan trọng của việc vận động. Tớ xin lỗi vì đã không chơi với các bạn. Hãy chơi cùng nhau. Chào các em. Rất quan trọng để ra ngoài chơi. Nó giúp cho bạn năng động và bạn có thể gặp gỡ bạn bè. Thêm vào đó nó rất vui, phải không? Ở nhà phải không Jack? Anh ấy đã nói sẽ đến ăn trưa hôm nay mà, phải không? Anh ấy ở nhà, nhưng mỗi lần chúng ta nhấn chuông thì chuyện này lại xảy ra. Tất cả đều được chào đón khi đến nhà tôi, trẻ em, nàng tiên, yêu tinh và chú lùng. Nhưng chỉ khi tôi nghe thấy mật khẩu duy nhất. Mật khẩu là gì nhỉ? Bọn mình không biết. Chúng ta đã thử mọi thứ, từ vừng ơi mở ra đến uống ba la. Tớ thậm chí đã dùng thử, Bob là giỏi nhất. Tớ đã rất mong chờ được ăn món trứng phồng ngon tuyệt của Bob. Chúng ta làm gì bây giờ? Tôi thật sự có thể cho các bạn một gợi ý và một đầu mối. Những từ tuyệt vời có hai, sử dụng một và đi qua. Tớ thích câu đố. Hãy giải nó. Nhưng từ tuyệt vời có hai từ. Hai từ lớn nhất là gì? Bob, hãy cho chúng em một manh mối khác. Nó có thể mở nhiều cánh cửa và nhiều hơn nữa. Khi bạn muốn lịch sự, thêm lời và làm cho đúng. Để mình nghĩ. Lịch sự, đúng không? Mở cánh cửa và nhiều hơn nữa. Xin vui lòng. Mật khẩu, xin vui lòng. Nó đây rồi, một trong những từ tốt nhất là xin vui lòng. Thật là lịch sự và tốt khi thêm xin khi bạn muốn một cái gì đó. Vào đi các em. Để đi, chúng ta có bài tập về nhà để làm. Vâng, đi thôi. Tất cả có thể rời khỏi ngôi nhà nhỏ của tôi, trẻ em, nàng tiên, yêu tinh và chú lùng, nhưng chỉ khi tôi nghe mật khẩu duy nhất. Cậu cũng có thể đoán ra điều này phải không?
xin Bob cho chúng em một manh mối. Còn gì thú vị hơn để nói bạn biết ơn, hay từ nhỏ bạn nói để làm nên ngày tốt đẹp cho ai đó? Nhanh lên Mary, hãy tìm ra nó. Tớ nghĩ mình đã đoán được. Xin vui lòng cho chúng tớ biết nó là gì. Nó là cảm ơn. Phải, tất nhiên. Cảm ơn Bob vì một bữa trưa tuyệt vời. Nào các em, vậy hai từ tốt nhất là gì? Xin vui lòng và cảm ơn. Đúng, rất tốt. Đừng bao giờ quên những từ này và sử dụng chúng mỗi lúc. Nó luôn hay để thể hiện sự lịch sự. Cảm ơn Bob. Hẹn gặp lại. Tạm biệt Bob. Hẹn gặp lại. Bạn đã học được những mật khẩu tốt nhất trên thế giới chưa? Xin vui lòng và cảm ơn là những từ kỳ diệu mà bạn có thể sử dụng để được giúp đỡ và kết bạn. Chúc các bạn có một ngày tuyệt vời, tràn ngập niềm vui, tiếng cười và học hỏi. Hẹn sớm gặp lại.